Quên ba thứ này trên bàn thờ thần tài, gia đình lụi bại, đặc biệt cái thứ hai hầu như ai cũng quên. Hoan hỉ chào đón quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Lời nói đầu tiên thì thay mặt cho ban biên tập chương trình, Diễm Quỳnh xin mến chào tất cả quý vị và gửi cho quý vị một lời chúc sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống cũng như là công việc. Quý vị thân mến, mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho nước ta một khí hậu nhiệt đới gió mùa, thuận lợi để phát triển nông nghiệp. Bởi vậy mà thiên nhiên đã đi vào các trang thơ của các thi sĩ một cách tự nhiên và bình dị nhất. Trời cao đất rộng thanh thang, tiếng hò giọng hát ngân vang trên đồng, muối tinh gạo trắng nước trong, hai mùa lúa chín thơm nồng tình quê. Thưa quý vị, muối tinh, gạo trắng và nước trong đều là những thứ gần gũi và quen thuộc với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Ta có thể dễ dàng thấy chúng trên ban thờ thần tài gia tiên, thổ công hay là bàn thờ Phật của mỗi gia đình với ước mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu hay đơn giản là việc làm ăn buôn bán kinh doanh sẽ được nhiều tài lộc, thuận lợi và may mắn. Tuy nhiên hiện nay trên ban thờ thần tài của một số hộ gia đình hay là cửa hàng lại quên mất ba thứ quan trọng này. Vậy thì ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ cùng với tất cả quý vị chúng ta chia sẻ với nhau về ý nghĩa của ba loại quan trọng này. Quý vị và các bạn hãy đón xem hết video để hiểu rõ hơn về hũ muối, hũ gạo và hũ nước trên bàn thờ thần tài để tránh mắc phải sai lầm quý vị nhé. Thưa quý vị, trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ai mà chẳng có nguồn gốc tổ tiên, ai mà chẳng được sinh ra bởi ông bà, cha mẹ. Vậy nên việc thờ cúng ấy đã trở thành cái nghĩa đạo lý của mỗi cá nhân chúng ta, không phải chỉ Phật tử mới biết, không phải là việc bắt buộc, nhưng trong chính bản thân mỗi người, cái truyền thống thờ cúng đã ăn sâu vào tâm thức của mỗi người dân Việt Nam, trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống và cả nét đẹp tâm hồn của mỗi người Việt Nam nói riêng và các dân tộc anh em trên thế giới nói chung. Tất cả chúng ta đều có chung một truyền thống thờ cúng, tuy nhiên do tập tục văn hóa, do sự đa dạng về tín ngưỡng, do sự chênh lệch về địa lý và do nhiều lý do khác nữa, việc bày trí bàn thờ trong mỗi gia đình ngoài cái chung cơ bản ra thì còn nhiều cái khác nhau. Hôm nay, để giải đáp thắc mắc cho mọi người về việc vì sao cần phải có ba hũ muối gạo nước trên bàn thờ trong mỗi nhà, Phong thủy Gia Cát đã làm video này để giúp cho mọi người hiểu hơn về những lưu ý cũng như những quy tắc bắt buộc trong thờ cúng đối với mỗi cá nhân và gia đình. Bàn thờ nói chung trong mỗi gia đình chính là chốn tâm linh, linh thiêng nhất đối với mỗi người. Nơi đó thể hiện sự hiếu kính, lòng thành tâm cầu nguyện cũng như đạo hiếu của mỗi gia đình. Không gian thờ lúc nào cũng phải sạch sẽ và trang nghiêm. Đối với việc thờ cúng, không chỉ là trách nhiệm, tấm lòng của người còn hiện hữu đối với bậc thánh nhân, những người xấu số, mà nó còn là nguyên nhân quyết định đến tiền tài, danh vọng và phong thủy vận mệnh. Đó là lý do vì sao trong thờ cúng, người ta vô cùng chú trọng đến việc chuẩn bị và bài trí đầy đủ các vật phẩm thờ cúng. Trong đó ba hũ muối, gạo nước hay còn gọi là ba hũ chóe trên bàn thờ thực sự rất quan trọng. Nó mang ý nghĩa chứ không phải là việc bài trí cho có cũng được mà không có cũng không sao. Ba hũ muối gạo nước thường được gọi chung là ba hũ chóe thờ cúng, loại chóe nhỏ phân biệt với loại chóe thờ cúng trưng bày phong thủy lớn. Thường được làm từ chất liệu gốm sứ thủ công trong truyền thống, ba hũ muối gạo nước tượng trưng cho sự ấm no đầy đủ cùng với tấm lòng thành mà người thờ cúng muốn gửi đến chủ nhân được nhận. Đó có thể là thần Phật đối với bàn thờ Phật trong nhà. Đó cũng có thể là ông bà, anh chị, cô dì, chú bác, những người đã khuất với ban thờ gia tiên trong nhà. Ngoài ra, muối, gạo, nước tượng trưng cho ba loại thực phẩm không thể thiếu trong cuộc sống của con người và dĩ nhiên nó cũng rất cần thiết cho một thế giới bên kia, trần sao thì âm vậy, khiến cho vong linh được no đủ. Nếu như gạo là nguồn năng lượng chính thức nuôi sống chúng ta mỗi ngày, thật không thể hình dung nếu như không có gạo, con người sẽ tồn tại bằng cách nào. Thì nước chính là nguồn cung cấp không thể nào không có cho cơ thể con người. Con người có thể nhịn ăn được trong khoảng thời gian 7 ngày, nhưng không thể thiếu nước và sống sót qua 3 ngày. Muối là một loại gia vị ảnh hưởng đến sự phát triển của trí thông minh của con người. Trong nấu ăn, có thể thiếu đi các loại gia vị khác như đường, nước mắm, bột ngọt. Món ăn có thể không ngon, nhưng ăn được, còn nếu thiếu muối thì món ăn xem như không thể nào có vị gì được. Có thể nói, muối, gạo và nước trên bàn thờ là sự hiện diện, là tượng trưng cho một cuộc sống ấm no đầy đủ mà gia chủ mong muốn có được trong năm,
Đồng thời, đây cũng là tấm lòng thành kính mà gia chủ muốn gửi đến hai vị thần tài, ông địa cũng như thần Phật và chư vị gia tiên. Muối, gạo và nước là ba loại thực phẩm mà cuộc sống của chúng ta không thể nào thiếu và tất nhiên là dù ở nhân gian hay ở thế giới bên kia cũng đều cần đến ba loại thực phẩm này để duy trì sự sống. Nếu thiếu đi một trong ba loại thực phẩm này thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên thật khó khăn. Vậy nên trên bàn thờ thần tài, ông địa luôn có sự xuất hiện của ba chiếc hũ đặc biệt để mong trong nhà luôn đầy đủ ba thứ này. Trong quan niệm của ông cha ta ngày xưa có câu, đầu năm mua muối, cuối năm mua vàng, để thấy được ý nghĩa biểu tượng của muối. Từ ngàn xưa, muối đã là khoáng chất cổ đại và là tài sản quý giá. Muối tượng trưng cho ý chí trong sạch và mạnh mẽ. Đặt hũ muối trên bàn thờ nói lên ước nguyện mong muốn cuộc sống sạch sẽ, luôn đủ mạnh mẽ và ngày càng hưng thịnh. Muối chính là biểu tượng của tình cảm thắm thiết mặn nồng, gắn kết no đủ. Hạt muối có sự kết tinh cao, màu trắng tượng trưng cho sự sạch sẽ và tinh khiết và đồng thời cũng là biểu tượng cho tình cảm tốt đẹp, mặn mà. Tục mua muối đầu năm với ý nghĩa cầu mong cho sự đậm đà trong tình cảm gia đình, sự hòa thuận gắn bó giữa vợ chồng và con cái. Theo quan niệm của người xưa, muối là thứ mặn, chống xui xẻo, có thể xua đuổi tà ma và đem lại nhiều may mắn cho gia đình. Hơn thế nữa, còn là sự mặn mà, tinh thần thân thiết quanh năm trong các quan hệ họ hàng, hàng xóm và quan hệ làm ăn. Vì thế, ngay vào sáng mùng 1 Tết, nhiều người bán muối dạo quanh các con phố đường làng hay trước các cổng chùa. Hầu hết ai cũng háo hức, vui vẻ, mua cho mình một túi muối nhỏ để lấy may mắn cho cả năm. Chính vì những lý do đó mà trên bàn thờ thần tài cần phải luôn có hũ muối để hy vọng mọi sự làm ăn được tốt lành, xua đuổi vận xui và mang đến nhiều may mắn tài lộc. Còn nước, nước chính là khởi nguồn của sự sống, nước mang sự tinh khiết trong sạch, phẳng lặng và viên mãn. Trong khi không gian thờ cúng là nơi linh thiêng cao giáo, nên việc thờ nước sẽ thể hiện được sự tôn trọng đối với bậc thần linh, thánh thần, tổ tiên. Trên bàn thờ Phật càng không thể thiếu chén nước. Nó giúp cho mọi người nghĩ đến tâm phải thanh tịnh, bình đẳng, trong sạch như nước khi mà đứng trước Đức Phật. Trong phong thủy, nước còn mang lại tài lộc, vượng khí, sức sống mới cho gia chủ. Vì vậy mà trong nhà thường trưng bày bể cá thác nước để tăng yếu tố nước cho gia đình. Nước thuộc hành thủy, trong thuyết ngũ hành có vai trò kích hoạt nguồn khí trong môi trường sống. Và nước cũng chính là nơi vạn vật bắt đầu, sinh sôi nảy nở. Nước cũng chính là một nguồn sống mãnh liệt, nước chảy, đá mòn. Nước mang tính trong sạch, thanh cao, phẳng lặng và thuần khiết. Đặt nước trên bàn thờ với mong muốn và ước nguyện lòng thanh tịnh, tâm bình đẳng. Dùng gạo để cúng là một cách thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, biết ơn những vị thần Phật đã ban cho chúng ta một nền văn minh lúa nước. Lịch sử dân tộc ta hình thành và phát triển từ nông nghiệp, trong đó cây lúa đóng vai trò quan trọng chủ yếu. Bao nhiêu thế kỷ đã qua đi, con người và cây lúa gắn bó với nhau, keo sơn bền chặt. Mồ hôi con người rơi đổ xuống từng luống cày mới gặt, thấm vào từng tấc đất, cho cây lúa ươm mầm, vươn lên mượt mà, xanh tốt. Đi từ Bắc chí Nam, dọc theo đường quốc lộ hay ven những dặng núi, những dòng sông, bao giờ ta cũng thấy những cánh đồng lúa xanh tận chân trời hoặc vàng thắm một màu trù phú. Cây lúa chính là người bạn của con người, là biểu tượng của sự ấm no phồn vinh của đất nước. Ca dao xưa có câu, ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Hình ảnh hạt gạo quý giá được lặp đi lặp lại trong đầu óc non nớt của những đứa trẻ Việt, từ đó hình thành thiết lập một phản xạ tự nhiên và nó lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, thấm nhuần vào máu, ăn sâu vào tâm tưởng, khiến cho việc quý trọng hạt gạo nằm trong bản năng của mỗi chúng ta. Quý vị thân mến, hiểu được giá trị của hạt gạo, hạt muối và nước đều là những thứ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Ông cha ta đã kính dâng lên ban thờ thần tài với hy vọng cuộc sống no đủ, sung túc, ấm no. Vậy thì trên bàn thờ thần tài, ba hũ này được đặt ở vị trí nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, thần tài ông địa là một cặp hai ông thần được thờ trong một cái tủ thờ đặt ở dưới đất. Tủ thường được làm bằng gỗ. Tủ thờ thần tài ông địa đều được đặt hướng thẳng ra phía cửa, thường ở vị trí vách dựa vào để tạo sự vững chắc cho tủ thờ cũng như cho sự kinh doanh và cuộc sống của bạn. Người ta không chỉ cúng hai ông vào ngày Tết mà cúng quanh năm, nhất là những gia đình chuyên nghề buôn bán kinh doanh thì người ta càng tin rằng chỉ khi nào lo cho các vị thần này chu đáo thì hàng ngày mới được thần phù hộ làm ăn thuận lợi, tiền vào như nước. Sáng sớm khi mở cửa bán hàng hoặc kinh doanh, người ta thường thắp hương cầu khấn thần tài phù hộ cho họ mua may bán đắt,
cúng cho ông Địa một ly cà phê đen kèm theo một điếu thuốc để ông độ cho trong ấm ngoài êm. Chính vì lý do này mà hũ muối, hũ gạo và nước sẽ được đặt ở giữa thần tài và ông Địa, và cũng nên lưu ý rằng ba hũ này đến cuối năm mới được thay hũ. Trên bàn thờ trong mỗi nhà, vị trí đặt ba hũ muối, gạo, nước rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến tài lộc, may mắn của gia chủ về sau. Vì vậy, cần phải chú ý đặt ba thứ này vào vị trí hợp lý để tài lộc không bị tiêu tan. Tuy thờ cúng, bàn thờ để dưới đất, nhưng các vị này rất ưa chuộng sạch sẽ, sáng sủa. Vì vậy, trong quá trình thờ cúng, chúng ta cũng nên giữ cho các vị này luôn sạch sẽ bằng cách tắm rửa thường xuyên bằng nước sạch. Có như vậy, các vị thần mới mang lại nhiều tài lộc và may mắn cho chúng ta. Quý vị thân mến, có thể nói rằng những thứ gần gũi và bình dị nhất trong cuộc sống lại chính là những thứ thiêng liêng và mang ý nghĩa cao cả nhất. Diễm Quỳnh hy vọng rằng sau video này thì tất cả quý vị chúng ta sẽ lưu tâm hơn các vấn đề cũng như là các đồ vật mà cần phải có trên bàn thờ thần tài nhà mình để có thể phát tài phát lộc, tiền vào như nước. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát. Nếu như mà quý vị có bất kỳ một thắc mắc nào thì hãy liên hệ đến số hotline của chương trình. Thầy Gia Cát và đội ngũ trợ lý của thầy sẽ tư vấn và giải đáp nhanh nhất cho quý vị. Xin mến chào!